quá sốc, giáo sư Harvard nói rằng Việt Nam là một quốc gia đáng sợ, Trung Quốc hãy cẩn thận. Gret Việt Nam xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ cho các bạn một câu chuyện hết sức thú vị về sự bẽ mặt của Trung Quốc trước cả thế giới. Như thường lệ, Trung Quốc luôn luôn tìm kiếm những người có tầm ảnh hưởng thế giới đến Trung Quốc để khen ngợi họ. Và rồi đã phải tự vả một cú tát thẳng mặt khi gặp đúng người giáo sư có tâm và có tầm dám nêu ra chính kiến của mình, Michael Sandel, một giáo sư danh giá từ Đại học Harvard. Một ngày nọ, ông đã được một đài phát thanh và truyền hình Trung Quốc mời đến để nghe nhận xét tích cực về Trung Quốc. Tuy nhiên, họ đã bất ngờ khi giáo sư Sandel lại dành những lời khen ngợi cho Việt Nam và cảnh báo Trung Quốc về thực trạng hiện nay. Ở đó, người dẫn chương trình đã hỏi một câu hỏi, đó là: Trung Quốc phát triển cực kỳ nhanh chóng, nhiều người tin rằng nó đã phát triển cho đến nay dựa trên sự lãnh đạo của chính phủ Trung Quốc và ý thức chín chắn của công dân người Trung Quốc. Ông nghĩ gì về điều này? Giáo sư đã đáp trả ngay: Có một sự hiểu lầm lớn giữa người Trung Quốc. Bây giờ, Trung Quốc chỉ đang phát triển về quy mô. Không ai nghĩ rằng ý thức người dân Trung Quốc lại tuyệt vời. Trên thực tế, đạo đức thấp của người Trung Quốc đã nổi tiếng khắp thế giới, không chỉ ở Trung Quốc mà ở các quốc gia khác. Thái độ ích kỷ của họ trong việc quảng bá văn hóa Trung Quốc và nâng cao tiếng nói của họ một cách ích kỷ đang khiến mọi người trên thế giới dần tránh xa Trung Quốc. Câu trả lời của giáo sư như một cú tát thẳng vào mặt người Trung Quốc, khiến người dẫn chương trình cực kỳ bối rối và cô cố hỏi lại rằng, vậy ông nghĩ quốc gia nào có ý thức chín chắn của công dân? Ngay lập tức, không một chút suy nghĩ, giáo sư đã thốt lên, người Việt Nam ở châu Á là một dân tộc đáng sợ thật, nên các bạn phải cẩn trọng, khiến những người nghe chương trình phát sóng sửng sốt. Và rồi người dẫn chương trình Trung Quốc đã không chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này mà vùi dập Việt Nam chúng ta liên tục. Tại sao ông lại nói về Việt Nam? Trước đây là nước chư hầu của Trung Quốc và họ đã trung thành với Trung Quốc. Khi nghe điều này, giáo sư Sandel đã cười nửa miệng với cô MC và bắt đầu chia sẻ một ít kinh nghiệm của mình. Ông nói rằng ông đã có cuộc trao đổi ngẫu hứng với các sinh viên đại học của Việt Nam khi ông đến thăm Việt Nam trong quá khứ với chủ đề khó là về sự tiến thoái lưỡng nan của đạo đức giữa tiền bạc và thị trường. Lúc đó ông lo lắng về việc liệu ông có thể giao tiếp đúng cách với các sinh viên Việt Nam hay không. Nhưng khi bắt đầu trò chuyện với các học sinh tài giỏi này, nỗi lo của ông đã bay xa. Các sinh viên đại học của Việt Nam đã bày tỏ suy nghĩ của mình một cách hợp lý và bắt đầu thảo luận một cách tự nhiên với ông. Ông nói chuyện với sinh viên đại học Việt Nam cho đến khi mặt trời lặn và mặt trăng lên. Sau đó, ông đã quay trở về Hoa Kỳ với một trải nghiệm không thể quên trong cuộc đời của chính ông. Bằng cách nói chuyện với người Việt Nam, tôi có thể khẳng định ý tưởng của họ cũng như tiềm năng của giới trẻ Việt Nam. Vâng, tổ chương trình và khán giả đã rất sốc vì trước giờ chả có ai dám khen Việt Nam trên sóng truyền hình như thế cả. Mà cũng chả có ai lại có đủ can đảm nêu những sự thật cay đắng mà người Trung Quốc không dám thừa nhận như thế. Bạn nghĩ đã kết thúc à? Chưa đâu, ông tiếp tục chia sẻ. Tôi đã có cơ hội nói chuyện với các sinh viên Trung Quốc và nó đã trái ngược hoàn toàn với mong đợi của tôi về một cường quốc như Trung Quốc. Ông nghĩ rằng ông sẽ có một cuộc trò chuyện thật tuyệt vời và vô cùng ý nghĩa, không kém gì Việt Nam. Nhưng để rồi, sinh viên Trung Quốc không thể trả lời những câu hỏi cơ bản nhất. Thậm chí trong lúc trao đổi với các sinh viên, một số cá nhân còn cố gắng gây ra sự khen ngợi cho Trung Quốc bằng cách đặt những câu hỏi vô tri. Và một trong những câu hỏi điển hình là: Giáo sư, ông nghĩ gì về tình hình hiện nay khi mà Trung Quốc đã vượt qua Mỹ? Ông đánh giá rằng sinh viên Trung Quốc thiếu khả năng diễn đạt ý kiến của mình một cách logic. Họ có vẻ hài lòng khi mà Trung Quốc được công nhận một cách đơn giản là cường quốc. Và ông kiên quyết nói Việt Nam là một quốc gia đã đạt được sự phát triển đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, họ không mòn mỏi và không ngừng trăn trở vì một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là lý do tôi nói Việt Nam tuyệt vời. Và ông kết thúc câu chuyện này bằng việc đưa một lời cảnh báo mạnh mẽ với Trung Quốc rằng người Trung Quốc chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề cho hiện tại và tập trung vào việc phóng đại những gì họ có bây giờ. Một quốc gia như vậy trong lịch sử nhất định sẽ bị thời gian tiêu diệt. Vậy nhân dân Bắc Kinh đã phản ứng thế nào khi nghe được cuộc trò chuyện này? Hãy cùng Gret Việt Nam điểm qua một vài bình luận nhé! Tôi không tin nổi mắt mình khi nghe giáo sư này nói về Trung Quốc. Ông ta thực sự trái ngược hoàn toàn với thực tế. Chúng ta đã có một sự phát triển kinh tế vĩ đại và đã đạt được thành tựu rực rỡ. Ông ta đang đổ lỗi cho dân chúng Trung Quốc mà không có cơ sở hợp lý. Giáo sư Sandel không hiểu rõ về Trung Quốc, ông nên nghiên cứu kỹ về lịch sử và văn hóa của chúng ta trước khi đưa ra những nhận định căm phẫn như vậy. Trung Quốc đã có những đóng góp vĩ đại cho thế giới và không thể bị xem nhẹ. Tôi cảm thấy bực bội khi người nổi tiếng như giáo sư Sandel lại tỏ ra thiên vị và đánh giá thiếu công bằng về Trung Quốc.
ông cần hiểu rằng Trung Quốc đã có những bước phát triển vượt trội và có văn hóa lịch sử đa dạng. Bình luận của ông chỉ là một sự thiếu hiểu biết và có hơi thở định kiến. Tôi không đồng ý với những lời khen ngợi của giáo sư Sandel đối với Việt Nam. Trung Quốc là một quốc gia lớn với nền kinh tế mạnh mẽ, đóng góp lớn cho thế giới. Chúng ta không cần những ý kiến tiêu cực và thiếu công bằng như vậy từ một nhà nghiên cứu danh tiếng. Vừa rồi là toàn bộ video chúng mình. Các bạn có ý kiến hay quan điểm gì về buổi trò chuyện này hay không? Hãy cho chúng mình biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên like, share, subscribe kênh mình để có thể cập nhật hơn nhiều video thú vị của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo!